Em xin giới thiệu tới bố mẹ cuốn sách tập đánh vần tiếng Việt giúp con đọc tiếng Việt thông thạo. Đây là phiên bản mới nhất kèm file quét mã QR và video hướng dẫn cách đọc, cách ghép vần từng bài, giúp các con dễ hiểu, dễ nhớ và tiếp thu nhanh. Cuốn sách này phù hợp với các bé từ 4 đến 6 tuổi gồm hai phần. Phần 1 các con sẽ làm quen với bảng chữ cái tiếng Việt, các nguyên âm và phụ âm để bé có nền tảng cơ bản cho việc đọc chữ, từ đó bé sẽ làm quen với việc ghép âm phần hai là phần luyện đọc cho con ba mẹ đang phân vân chưa biết dạy con học đánh vần ghép vần như thế nào thì rinh ngay cho em cuốn sách này nhé